Xin chào các mẹ, hôm nay Baby Night Store xin giới thiệu đến các mẹ máy tiệt trùng sấy khô Dox Bebe. Thì ở đây như mẹ có thấy nó có cái chế độ là tiệt trùng sấy khô chế độ tự động hoặc là bằng tia UV hoặc là sấy khô bình thường. Thế bây giờ nếu mà đấy em ấn cái UV đi thì tối thiểu sẽ là 5 phút, ngoài ra mình có thể chỉnh được cái thời gian, ví dụ mình có thể lên 10 phút hoặc 15 phút. Đó. Thế ví dụ mình ấn on off, mình ấn cái nút on off nó sẽ bắt đầu chạy như các mẹ nhìn đấy. Là đây mẹ nhìn thấy màu hơn rồi đúng không? Đấy là nó bắt đầu có những cái tia UV ra. Bây giờ ví dụ mình mở ra này. Mình mở ra này. Đấy. Đó thì các mẹ nhìn thấy đây, nó có cái vầng sáng đỏ đúng không? Tiếp đến là mình thử bằng sấy khô bình thường là dry đi. Thì nó cũng tối thiểu là 30 phút. Vì dry nó sẽ lâu hơn vào tia UV, mình có thể chỉnh tăng thời gian hơn. Và khi mẹ bắt đầu ấn on off đó thì nó sẽ